thiếu sự quan tâm giáo dục từ gia đình, việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản ở trường học lại mang tính hình thức, cộng với ảnh hưởng của phim ảnh dễ dàng truy cập trên mạng xã hội, đã vô tình đẩy nhiều em nhỏ ở lứa tuổi vị thành niên vào thế tự phát nhập cuộc với tình dục. Ngày càng nhiều trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ vị thành niên phá thai cao nhất thế giới những năm gần đây. Cứ 1.000 trẻ ở nhóm tuổi 15-19 thì có 46 em mang thai. Ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, theo thống kê của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh, hàng năm cũng có hàng chục ca nào phá thai ở độ tuổi vị thành niên. Và để tránh những hậu quả đáng tiếc về sức khỏe sinh sản đối với các em học sinh, thì trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn tại thành phố Vũng Tàu đã mời chuyên gia y tế về nói chuyện chuyên đề tình dục và sức khỏe sinh sản. Buổi nói chuyện chuyên đề giúp học sinh trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân, sống lành mạnh. Chúng ta cùng chia sẻ với các em học sinh về buổi nói chuyện thú vị và hữu ích này. Bằng những trò chơi vui nhộn, những câu hỏi trắc nghiệm xác thực gần gũi, bác sĩ Tạ Thị Thu Hiền, chuyên gia về lĩnh vực sản khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã mang đến cho học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn thành phố Vũng Tàu những kiến thức về tình bạn, tình yêu khác giới, những dấu hiệu phát triển tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, và đặc biệt là các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên. Trang web đen rất là dễ tìm kiếm, khi vào đó em có thể thấy được những hình ảnh của cơ thể phát triển. Mà giờ tụi em biết trang web đen rất là xấu vì sự tò mò của cơ thể, là tụi em đã lên mạng sạp và tìm hiểu. Tụi em ít khi nói những cái điều này thường cho bố mẹ, và vì bọn em cảm thấy hơi ngại ngùng về cái vấn đề đó. Phần lớn những thông tin có sẽ đưa đến từ những cái nguồn không có chính thống, từ những người không hề có một cái trình độ chuyên môn gì trong cái lĩnh vực này, lại đưa ra rất là nhiều lời khuyên và định hướng sai lệch cho các con. Để định hướng đúng cho học sinh, những năm qua trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh thông qua các hoạt động đoàn, câu lạc bộ, qua những buổi chào cờ đầu tuần, qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề. Nhà trường cũng tổ chức các cái câu lạc bộ giao lưu cũng như là có cái góc thân thiện và trang web, đồng thời có cả tổ tư vấn tâm lý để có thể giúp các em giải đáp những cái thắc mắc, những cái tâm tư, những cái nguyện vọng mà các em không có dám thể hiện trước đám đông, không dám hỏi. Theo bác sĩ Tạ Thị Thu Hiền, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mang thai cũng như phá thai ở các em học sinh trung học phổ thông, thậm chí từ trung học cơ sở, phần lớn do thiếu sự quan tâm của gia đình. Nhiều bậc phụ huynh e ngại trong việc trao đổi với con em về sức khỏe sinh sản, coi trách nhiệm này là của nhà trường. Trong khi đó, ở nhiều trường học, việc giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh lại mang tính hình thức, chưa thiết thực đối với học sinh. Thưa quý vị, để các em học sinh có được những thông tin lành mạnh, tránh những hậu quả đáng tiếc như là mang thai ở tuổi vị thành niên, thì ngành giáo dục cần cụ thể hóa các chương trình giảng dạy giới tính, sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi học sinh. Và trước hết thì các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ nên là tư vấn viên đầu tiên về giáo dục giới tính cho con cái. Phụ huynh và nhà trường nên phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các em được tiếp cận kiến thức sức khỏe giới tính phù hợp đúng hướng, giúp các em bảo vệ tốt bản thân.